Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Dạ rồi, thì hôm bữa là mình đang học tới cái loại phân loại sắc pháp. Phân loại sắc pháp thì nó thuộc vào là chung một đặc tính, tức là sắc pháp nó đều có chung một đặc tính chung của nó. Cái thứ nhất là vô nhân, cái thứ hai là hữu duyên, và cái thứ ba là hữu lậu. Bây giờ mình qua cái đặc tính thứ tư. Đặc tính thứ tư của nó là hữu vi. Hữu vi này thật ra nó cũng giống như là hữu duyên như vậy, tức là nó có nguyên nhân, có nghe, tức là có nguyên nhân và nhân duyên mới có được. Tức là nó sanh lên là nó phụ thuộc vào nhân duyên chứ không phải tự nhiên mà nó có. Cái đó là hữu vi, thì nó giống như hữu duyên ở trên rồi đó. Cái thứ năm á, nó là hiệp thế. Hiệp thế tức là nó thuộc về thế gian, bởi vì như mình từng phân chia là hiệp thế và siêu thế đó. Siêu thế thì chỉ có danh sắc kìa, danh sắc sorry danh pháp. Danh pháp nó có thể chia làm hai loại là siêu thế và hiệp thế. Thì những cái mà siêu thế thì mình là những cái tâm siêu thế và niết bàn, nó là nó thuộc về siêu thế, nó về danh pháp. Còn đối với sắc pháp thì tất cả sắc pháp đều là hiệp thế hết, tức là nó thuộc về thế gian. Rồi là hiệp thế. Tiếp theo là nó là dục giới. Dục giới, tại sao dục giới ở đây có nghĩa là vì nó là đối tượng của dục ái. Nó là đối tượng của dục ái. Thì như mình biết là vì sao sắc pháp nó cũng có sanh lên trong thế giới phạm thiên này, bởi vì những vị phạm thiên sắc giới vẫn có sắc pháp. Nhưng mà những cái sắc pháp, tất cả những sắc pháp đều được gọi là dục giới, bởi vì nó là đối tượng của dục ái, tức là nó là đối tượng của cái tham mà thuộc về dục. Và thường thường ví dụ mình chia ra ái nó cũng có ba là dục ái, sắc ái và vô sắc ái. Thì cái mà cái tham muốn cái nó bám víu vào sắc pháp, những cái đó nó đều gọi là dục ái hết. Còn như mình nói mình vừa phạm thiên trên đó, mình chỉ mình ví dụ như khi mà mình thấy một vị phạm thiên đó, mình nắm bắt vào cái sắc pháp đó, thì đó là lúc đó nó là dục ái đó, chứ không phải là sắc pháp, sắc ái và vô sắc ái. Còn sắc ái á, tức là cái sự dính mắc vào những cái tầng thiền, thì lúc đó nó được gọi là sắc ái. Còn, còn vô sắc ái tức là sự dính mắc vào những cái tầng thiền vô sắc. Sắc ái là sự dính mắc vào những cái tầng thiền sắc giới. À, cho nên ở đây mình phân biệt khi mà nói dục ái tức là nó có sự dính mắc vào những sắc pháp. Và những cái pháp mà thuộc về về gọi dục, thì trong cái trường hợp này tất cả những sắc pháp này nó được gọi là dục giới là như vậy, bởi vì nó là đối tượng của dục ái. À, cho nên mình phân biệt cái chỗ đó, vì có thể nhiều người người ta hiểu nó ủa trên phạm thiên người ta cũng có sắc mà tại sao lại gọi là dục giới. Dục giới ở đây nó có nghĩa là bởi vì nó là đối tượng của dục ái. Dạ, thưa thầy. Dạ. Vậy những phạm thiên ở trên đó cũng còn cái dục ái, là cũng còn thích cái sắc của dục giới ha, thưa thầy? Nếu như người ta có những cái tâm tham, mà cái tâm tham đó nó bắt sắc pháp làm cảnh, thì đúng, lúc đó người ta vẫn có dục ái ạ. Dạ. Dạ. Tức là cái những cái tâm tham nào mà cứ bắt dục giờ sắc sắc làm sắc pháp làm cảnh. Dĩ nhiên không chỉ là sắc pháp, có những cái tâm dục giới nữa. Những cái tâm mà mình nó không phải là những tâm thiền thì cái đó vẫn được gọi là dục giới. Thì lúc đó đó, thì lúc đó họ đang có dục ái ạ. Dạ. Dạ. Dạ, kính cảm ơn. Rồi, cái đó là dục giới. Cái tiếp theo nó gọi là vô cảnh. Vô cảnh là tại sao? Bởi vì là nó không có bắt cảnh. Đấy. Tức là ở đây mình nói sao? Tức là bởi vì nó không có khả năng nhận thức.
Đấy. Nhưng mình biết là tâm á, thì nó có khả năng bắt cảnh. Còn sắc pháp thì không thể bắt cảnh được. Sắc pháp chỉ luôn luôn là đối tượng mà thôi. Sắc pháp luôn luôn là đối tượng của tâm. Chứ nó không thể bắt cái khác được. Ở đây một điểm mình cần phải nhớ nữa là danh pháp có thể bắt danh pháp làm cảnh hoặc là có thể bắt sắc pháp làm cảnh. Vì những cái tâm nó có thể bắt những cái tâm khác làm cảnh được hoặc là nó có thể bắt sắc pháp làm cảnh. Còn sắc pháp thì không thể bắt cái gì khác làm cảnh được bởi vì nó chỉ có thể là đối tượng là cảnh mà thôi. Chính vì lý do đó nó mới gọi là vô cảnh là như vậy. Rồi. Đặc điểm tiếp theo nó được gọi là bất ứng trừ. Cái bất ứng trừ từ Hán Việt. Nó có nghĩa là nó không thể bị loại bỏ được. Không thể bị loại bỏ hoặc loại trừ được. Như là những phiền não. Như mình biết những phiền não nó bị loại trừ thì có nhiều loại loại trừ, có nhiều cái cách loại trừ. Thì cái đặc biệt mà nó cái trường hợp mà những cái phiền não loại trừ bằng những cái tâm đạo đó, thì khi mà tâm đạo sanh lên thì những phiền não bị sát trừ đó. Thì cái đó là mình thấy những phiền não nó có thể sát trừ được vì khi mà tâm đạo sanh lên rồi á, thì những cái vị thánh nhân đó sau đó sẽ không còn những cái phiền não nó sanh lên nữa, cho nên những cái phiền não đó là được gọi là đoạn trừ được. Còn sắc pháp thì không. Cho nên không có cái trường hợp nào mà gọi là mình đoạn trừ sắc pháp được. Cái sắc pháp nó chỉ là sắc pháp mà thôi. Nhưng vị thánh không thể nào đoạn trừ sắc pháp được. Chính vì cái lý do đó nên nó mới gọi là bất ứng trừ. Tức là nó không thể bị loại trừ được. Chỉ khi nào dĩ nhiên là mình chết là cái ngũ uẩn nó không có còn, không ngũ uẩn mới nó không sanh lên thôi. Chứ không có cái trường hợp tự nhiên mình đắc đạo đắc quả thì là mình đoạn trừ những cái chuyện đó không có. Nên chính vì đó sắc pháp được gọi là bất ứng trừ. Rồi, cái đó là những cái cách chia theo thì một loại. Dạ, thưa thầy, cháu chào hỏi về cái hữu vi à. Dạ, cái hữu vi với hữu duyên đó là nó cần phải có nguyên nhân để thì sắc tác mới sanh lên. Và chúng sanh ở cõi vô tưởng thì họ không có tâm, họ không có làm tạo nghiệp. Thì lúc này cái nguyên nhân mà tạo ra tác tác của họ là chỉ có hai cái nguyên nhân còn lại là nhiệt lượng với lại diễm tố thôi, có phải không ạ? À? Dạ không. Cái đó thì lát nữa khi mình học tới những cái nguyên nhân mà sắc pháp thì mình sẽ nói rõ. Nhưng vì chị hỏi á, thì cái sắc pháp của những vị mà trên những cõi vô tưởng đó là nó do nghiệp tạo là chủ yếu á. Tức là cái nghiệp mà đưa vị đó đi tái sanh lên những cõi đó đó là nó liên tục tạo ra sắc pháp cho vị đó ở trên đó. Nó sắc pháp do nghiệp tạo chứ không phải nó học dĩ nhiên vì nó không có tâm là đành nó không có tâm rồi vì đó không có dùng vật thực nó dĩ nhiên nó cũng không do vật thực tạo rồi. Còn nhiệt lượng thì nhiệt lượng cũng không có đâu. Nó chỉ là bởi vì sao nhiệt lượng á, là nó phải có sự tương tác với cái nhiệt lượng bên ngoài. Cho nên trong đó thật sự trên nó nói thì vị đó chỉ có sắc pháp do nghiệp tạo mà thôi. Dạ, ủa cái dưỡng tố không phải là một trong tám cái sắc pháp bất ly thì là... Dạ, đúng. Nhưng mà cái sắc pháp do dưỡng tố tạo nó cũng phải cần có sự trợ giúp của dưỡng tố ở bên ngoài đưa vào. Ồ, còn dạ. Tự mình nó không thể tạo ra được. Dạ. Dạ. Dạ, kính cảm ơn thầy. Dạ, rồi ok, bây giờ mình qua tới hai loại. Hai loại thì cái loại thứ nhất á, nó được gọi là nội sắc và ngoại sắc. Tức là sắc pháp có thể chia làm hai, là nội sắc và ngoại sắc. Thì nội sắc ở đây á, là chỉ cho năm sắc thần kinh. Năm sắc thần kinh như mình biết là thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, nhãn kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân, đó là năm sắc thần kinh đó. Mà nó được gọi là nội sắc là bởi vì là những cái sắc pháp này có lợi ích rất nhiều cho bản thân cái chúng sanh đó. Đó là cái lý do tại sao nó được gọi là nội sắc. Ở đây cũng ghi thêm cái từ Pali cho mọi người rõ, bởi vì có nhiều cái loại nội sắc và ngoại sắc lắm. Mà trong trường hợp mình ở đây mình đang nói tới cái loại gọi là
chất tiết cá với cái Bahira loại này, hai cái loại này đó là nội sắc. Thì cái nội sắc trong trường hợp này nó chỉ cho năm sắc thần kinh, là bởi vì là những cái sắc thần kinh này có lợi ích rất nhiều cho cái bản thân chúng sanh đó. Rồi còn toàn bộ còn lại những cái sắc pháp khác nó được gọi là ngoại sắc. Ngoại sắc là ở đây có không nghĩa là bên ngoài nha, cho nên chỉ là bởi vì nó không có lợi ích nhiều chúng sanh khác, à, cho chúng sanh, nên nó được gọi là ngoại sắc vậy thôi. Cái khái niệm mình cần phải hiểu như vậy. Rồi, cái đó là cách phân chia thứ nhất là nội sắc và ngoại sắc. Cái thứ hai, cách phân chia thứ hai nó gọi là vật sắc và sắc phi vật. Thì đây mình chỉ chịu cái này chịu thôi, vì cái này là những cách dịch từ Hán Việt của những vị đó, thì mình chịu thì mình cứ nhớ như vậy, nhưng mình hiểu cái ý nghĩa của nó là được rồi. Vật sắc ở đây á, là ý muốn nói tới năm sắc thần kinh và sắc ý vật. Tức là vật nó là những cái sắc này được gọi là vật sắc bởi vì nó là vật nương của những của tâm. Đấy. Mình biết năm sắc thần kinh nó như sắc thần kinh nhãn, nó sẽ là vật nương của hai cái tâm nhãn thức. Tương tự như vậy cho những cái năm cái thần kinh còn lại, còn sắc ý vật nó là vật nương cho toàn bộ những cái tâm còn lại trừ 10 cái ngũ song thức ra. Đó. Chính vì là những cái sắc thần kinh và sắc ý vật này là những vật nương, cho nên nó được đưa vào một trong nhóm riêng, nó được gọi là vật sắc. Rồi còn những cái sắc pháp còn lại đó, nó được gọi là sắc phi vật. Rồi, đó là cách chia thứ hai là vật sắc và sắc phi vật. Cái thứ ba nó gọi là môn sắc và sắc phi môn. Thì mọi người cũng tương tự ở đây, cũng hiểu như giống như trên như vậy. Môn sắc bởi vì là những cái sắc này là làm cái nơi mà là những cái môn, những cái cửa đó. Thì như mình biết là năm sắc thần kinh là những cái môn của những trong những cái lỗ tâm đó, là những cái môn mà để cái nơi mà tâm nó bắt cảnh, nó nhìn cảnh thông qua những cái môn năm sắc thần kinh. Là một chuyện. Cái thứ hai nữa, như hồi vừa rồi mình nói đó, thì hai cái sắc biểu tri nó cũng được gọi là môn. Tại sao? Bởi vì nó như là những cái cửa mà để những cái thân nghiệp và ngữ nghiệp được thực hiện. Mình thực hiện thân nghiệp và ngữ nghiệp đó là nó thông qua những cái sắc biểu tri này. Thân biểu tri và ngữ biểu tri, bởi vì nó là những cái cửa để cho những cái nghiệp sanh lên. Lý do là vì lý do cái năm sắc thần kinh này, thứ nhất nó là vì cửa để tâm sanh lên bắt cảnh tại đó. Còn hai cái sắc biểu tri là bởi vì nó là cái cửa để nghiệp sanh lên, tức là nói sao nghiệp được thực hiện. Đó, năm cái bảy cái sắc đó được gọi là môn sắc, còn tất cả những cái sắc còn lại được gọi là sắc phi môn, bởi vì những cái sắc còn lại không phải là môn, không phải là cửa. Rồi, cái đó là cách chia tiếp theo. Bây giờ mình qua cách chia thứ tư. Nó được gọi là quyền.
quyền sắc và sắc phi quyền. Ok, cái thứ nhất á, quyền sắc. Quyền sắc ở đây á, là nó bao gồm năm sắc thần kinh, hai sắc giới tính và sắc mạng quyền. Ok. Cái lý do mà những cái sắc pháp này được gọi là sắc quyền là bởi vì sao? Nhưng mình biết quyền có nghĩa là gì? Quyền có nghĩa là chẳng qua nó là cái quyền lực. Đúng không? Tức có nghĩa là bởi vì những cái này nó thiết lập, nó có cái quyền lực, nó có cái tính chủ đạo ở trong cái lĩnh vực tương ứng đối với nó. Okay. Cũng giống như là mình mà không có sắc thần kinh là mình không thể thấy được. Yeah. Chính cái ý nghĩa của nó là như vậy. Hoặc ví dụ như mà cái sắc thần kinh, sắc cái gọi là thần kinh nhãn của mình nó yếu một cái á, thì cái nhãn thức của mình nó cũng sẽ yếu, mình bắt cảnh rất là yếu. Chính vì đó cho nên mới gọi là sắc quyền ở đây, nó giống như nó có quyền lực ở trong cái lãnh vực đó của nó. Rồi trong cái trường hợp mà sắc giới tính thì sao? Sắc giới tính thì như mình biết là sắc giới tính nam, sắc giới tính nữ đó, thì những cái sắc giới tính này á, vì những cái sắc giới tính này nó mới thể hiện ra bên ngoài cho mình biết được là người đó là nam hay là nữ, thông qua những cái cách hoạt động, cách ăn nói, cách cư xử, cách di chuyển của cái người đó, mình biết được người là nam hay nữ, bởi vì thông cái đó là giống như là cái sự nó là cái nằm ở trong cái sự thể hiện ra của hai cái sắc giới tính này thì đó. Còn cái sắc mạng quyền là bởi vì sao? Sắc mạng quyền thì như mình biết đó, nó hỗ trợ cho cái sự tồn tại một cách tốt đẹp của những sắc pháp khác cũng như của chính nó. Chính vì cái lý do đó cho nên nó được gọi là quyền sắc. Thì tám cái sắc pháp này được gọi là quyền sắc là như vậy. Còn trong cái trường hợp thì còn những sắc còn lại đó nó được gọi là sắc phi quyền. Rồi nó làm cách nữa. Cái cách tiếp theo á thì nó là chia ra thành là sắc thô và sắc tế. Thì thô ở đây á, thì trước hết thô ở đây là nó bao gồm có năm sắc thần kinh và bảy sắc cảnh giới. Thì mọi người có còn nhớ bảy sắc cảnh giới là cái gì không? Bảy sắc cảnh giới thì như mình biết nó gần là bốn sắc cảnh giới thông thường, tức là cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị. Còn cảnh xúc thì chẳng qua nó là sự kết hợp của ba sắc tứ đại là đất, lửa và gió. Cho nên mới tính thành là bảy sắc cảnh giới là như vậy. Thì 12 cái sắc pháp này nó được gọi là sắc thô. Thô ở đây không có nghĩa là thô thiển hoặc là to lớn. Thô ở đây đơn giản có nghĩa là nó dễ nhận biết được, nó dễ ghi nhận được. Bởi vì sao? Khi như mình cái chuyện mà nói những cái sắc cảnh giới là cái chuyện đã đành rồi, như mình thấy những cái cảnh hoặc là âm thanh, những cái đó nó dễ dàng cho mình nhận biết. Rồi thông qua cái chuyện nhìn nhận những cái cảnh sắc cảnh giới đó, mình biết được là bắt buộc phải có một cái sắc pháp nào đó tương ứng với những cái sắc cảnh giới đó. Chẳng hạn như mình nhìn thấy một cái cảnh đó, mình biết là cái đó là cảnh sắc. Rồi từ đó mình mới suy luận ra là bắt buộc nó phải có cái thần kinh nhãn. Phải có thần kinh nhãn, nếu không có thần kinh nhãn thì những cái chuyện mà nhãn thức nó sanh lên không thể sanh lên được. Chính vì cái lý do đó cho nên những cái sắc pháp này nó gọi là thô. Bởi vì sao? Bởi vì là mình có thể dễ nhận biết được nó. Thì đó là cái lý giải của những vị đó là như vậy. Rồi. Còn chẳng hạn như cụ thể mà nó như sắc nam tánh, sắc nữ tánh thì cái đó là giống như là thành một cái khái niệm rồi. Đúng không? Tuy rằng nó tồn tại như vậy nhưng mà mình nhìn nhận nó khó nhìn nhận nó. Nó không có dễ dàng nhìn nhận như những cái sắc pháp này. Nên chính vì như vậy những cái sắc pháp còn lại được gọi là tế. Bởi vì là nó khó nhận biết. Còn những cái pháp này là dễ nhận biết. Rồi, cái đó là một cách chia nữa.
cái chia tiếp theo nữa là nó gọi là gần và xa. Gần và xa. Thì ở này cái cách chia này nó giống hệt như cách chia phía trên thôi, cũng gần. Những sắc pháp được gọi là gần bởi vì nó là thô. Tức là nó gần chẳng gọi là bởi vì mình dễ nhận biết nó cho nên được gọi là gần. Chứ gần ở đây không có nghĩa là theo nghĩa ý nghĩa về không gian. Gần ở đây theo ý nghĩa là bởi vì nó dễ nhận biết. Cho nên cái khái niệm gần với thô là nó giống hệt với nhau, không có khác gì. Sắc thô sẽ là sắc gần sẽ là sắc thô. Cũng tương tự như vậy, sắc tế là sắc xa và sắc xa là sắc tế. Rồi, đó là gần, gần và xa. Rồi, một cái loại tiếp theo nữa là cách chia nó gọi là hữu đối chiếu và phi đối chiếu. Hữu đối chiếu nghĩa là sao? Hữu đối chiếu có nghĩa là những cái sắc pháp mà có sự tác động. Thì ở đây cũng tương tự như ở trên, hữu đối chiếu ở đây là đang chỉ cho năm sắc thần kinh và bảy sắc cảnh giới. Tại sao? Bởi vì là những cái sắc pháp này nó có va chạm với nhau. Đấy. Như là sắc thần kinh nhãn thì nó sẽ va chạm với cảnh sắc. Sắc thần kinh nhĩ thì nó sẽ va chạm với cảnh thình. Tương tự như vậy cho những cái cặp đôi còn lại. Thì nó có sự va chạm tương ứng với nhau cho nên nó được gọi là hữu đối chiếu. Còn những cái sắc pháp còn lại nó được gọi là phi đối chiếu. Rồi. Cách chia tiếp theo nó được gọi là do thủ. Ồ, mọi người còn nghe chứ phải không ạ? Ok, vì dạ, bữa nay cái internet hơi có vấn đề, có nhiều khi nói là bên kia không biết. Dạ rồi. Nên cái hai là do thủ và không do thủ. Do thủ thì trong trường hợp do thủ này ở đây á, do thủ này thật là dịch từ cái từ là ubadhinna thì dịch là do thủ. Cái từ thủ ở đây chẳng qua là ý muốn nói là nghiệp. Ok, thủ ở đây chỉ muốn là nghiệp, tức là những cái sắc pháp này được sanh ra từ nghiệp, cho nên do thủ nó có nghĩa là sắc pháp mà do nghiệp sanh ra. Do nghiệp sinh ra thì lát nữa mình học kỹ hơn thì ở đây ý muốn nói tới nó bao gồm tới 18 sắc pháp. 18 sắc pháp này là gì? 18 sắc pháp này là 5 sắc thần kinh, 2 sắc giới tính, sắc ý vật, sắc mạng quyền. Ok, rồi. Nói chung mà gọi là tám sắc bất ly. Tám sắc bất ly này là muốn nói tới bốn cái tứ đại cảnh sắc, cảnh khí, cảnh vị và vật thực. Cái cuối cùng nữa là sắc giao giới. Thì đó là 18 sắc pháp. 18 sắc là 5, 2, 1, 1, 8 với 1 nữa. Nó thành 18 sắc pháp. 18 sắc pháp này á, là những sắc pháp do nghiệp tạo. Thì lát nữa khi mình học về nguyên nhân của tạo ra sắc pháp, mình học kỹ hơn. Thì ở đây mình chỉ muốn biết là, muốn nhắc cho mọi người biết là cái do thủ sắc pháp, gọi là do thủ là sắc pháp, những sắc pháp này. Dạ, thưa thầy. Dạ. Thủ ở đây có phải cùng nghĩa với thủ ở trong 12 nhân duyên không ạ? Duyên thủ duyên hữu. Bởi vì cái thủ ở trong thập nhị nhân duyên, cái đó là nó chỉ cho
tâm sở tham, đúng không ạ? Nó mình cũng có thể gọi là như vậy, bởi vì sao, thật sự khi mà mình học kỹ hơn về nghiệp á, thì thật sự trước trước giờ mình học mình nói nghiệp á là mình nói là tâm sở tư, nhưng mà khi mình Đức Phật ngài giảng rộng ra thì nó không chỉ phải chỉ là tâm sở tư, mà tùy theo trong những trường hợp nhất định nó còn kể chung luôn cả với những tâm sở kết hợp với cái tâm sở tư trong từng tâm riêng biệt. Thì khi mình nói thủ mà nói theo cái nghĩa trong thập nhị nhân duyên, cái đó nó chỉ nó là một nó nói riêng chỉ về tham mà thôi. Còn thủ ở đây là mình nên có thể hiểu là cái nghiệp mà có thể kết hợp với cái tham ở trong đó. Mà ở đây mà chủ yếu muốn nói là nghiệp. Thì cái sắc pháp cái chữ do thủ này là do các vị dịch ra từ cái từ Upadena này thôi. Nó từ Upadena này thật ra nó có nghĩa là do nghiệp sanh ra. Dạ, cho nên mình đừng có chát, mình đừng có bám chấp vào cái từ tiếng Việt, mình hiểu cái từ do thủ này nó có nghĩa là sắc pháp do nghiệp sanh ra, mà nó dịch ra từ cái từ Upadena. Cảm ơn thầy. Dạ. Nên rồi đó là do thủ. Còn không do thủ á, thì ở đây có một cái như ở trên á, mình thấy là những cách phân chia là nó phân chia là loại trừ, đúng không ạ? Mình từ 28 sắc pháp, từ 28 sắc pháp rồi mình chia ra hai loại, thì những cái loại như trên này như nói là những quyền sắc chẳng hạn, thì ở đây mình tính là 8 sắc này với là 8 sắc quyền, cho nên còn 20 sắc pháp còn lại sẽ là những sắc phi quyền, nó tính loại trừ với nhau. Nhưng mà đối với cách chia do thủ với không do thủ này là nó không có tính loại trừ ở đây. Mà ở đây chỉ muốn nói do thủ là những sắc pháp do nghiệp tạo, còn không do thủ là những sắc pháp mà không do nghiệp tạo. Không do nghiệp tạo không hẳn là chỉ còn những sắc pháp còn lại, tức là mình không lấy 28 mình trừ cho 18 rồi còn 10, cái đó là không có đúng. Vì sao? Khi mình học sắc pháp, thật ra mình học sắc pháp, sau này mình học sắc pháp nó sanh lên là thành những nhóm, chứ nó không phải sanh lên từng cái riêng biệt. Nên như mình học là có bốn cái nguyên nhân, sau này mình học bốn nguyên nhân là có nghiệp, tâm, vật thức và dưỡng tố và nhiệt lượng đó. Thì bốn cái nó sanh lên, nó sanh những cái mà sắc pháp sanh lên từ những bốn yếu tố đó, là những cái nhóm sắc pháp. Trong những nhóm sắc pháp đó đó, cái nhóm sắc pháp này với nhóm sắc pháp kia có những sắc pháp gọi là nó cùng, nó giống với nhau chứ không hẳn nó không có tính loại trừ. Cho nên chính vì như vậy ở đây cái loại mà do thủ là muốn nói tới những sắc pháp do nghiệp tạo, thì khi mình tính chi pháp ra thì nó thành là 18 sắc pháp. Còn cái mà không do thủ này là muốn nói tới những cái sắc pháp mà không do nghiệp tạo. Tức là những sắc pháp do tâm tạo, vật thực tạo và nhiệt lượng tạo. Thì trong cái những cái sắc pháp mà do tâm tạo, vật thực tạo và nhiệt lượng tạo đó, nó có những cái sắc pháp mà cũng giống như trong sắc pháp do nghiệp tạo ở phía trên. Ok. Cho nên nó không có tính loại trừ ở đây. Bởi vì sao? Chẳng hạn như mình nói tám sắc bất ly đó, tức là bất kỳ một cái nhóm sắc pháp nào nó cũng đều có tám sắc bất ly ở trong đó. Cho nên là trên mình thấy sắc pháp do nghiệp tạo nó cũng có tám sắc bất ly, nhưng dưới những cái này sắc pháp không do nghiệp tạo, tức là tạo, dưỡng tố tạo hoặc là nhiệt lượng tạo, nó cũng có tám sắc bất ly ở trong đó. Thì ở đây mình chỉ muốn nói là sắc pháp mà không do nghiệp tạo nó được gọi là không do thủ. Nó chỉ là như vậy thôi. Okay. Rồi. Và ở đây còn một điểm nữa, điểm trong này là mấy ngài muốn nói cho mình hiểu thêm cái từ này. Những cái từ Upadena trong cái trường hợp này nó có nghĩa là sắc pháp do nghiệp tạo. Nhưng mà đôi lúc mình đọc ở trong kinh sách, chẳng hạn như mình đọc ở bên tạng luật đó, thì trong tạng luật nó có một cái giới của vị tỳ kheo là không được đụng vào người nữ đó. Okay. Thì cái trong đó thì cái từ Upadena này cũng được dùng, nhưng mà cái từ Upadena này trong cái văn cảnh của cái tạng luật nó không có nghĩa là sắc pháp do nghiệp tạo, mà nó có nghĩa là sắc pháp hữu tình, tức là sắc pháp của cái người của chúng sanh chứ không phải là sắc pháp vô tri. Cho nên tùy trong cái văn cảnh mà nó có nghĩa khác nhau. Thì ở trên chỉ nói thêm cho mọi người hiểu như vậy. Yeah. Còn dĩ nhiên là trong cái trường hợp mình đang học ví dụ pháp, mình đang học trong cái phần về sắc pháp này, thì cái từ Upadena nó có nghĩa là sắc pháp do nghiệp tạo. Rồi, thì cái đó là một loại phân chia nữa. Cái loại tiếp theo nữa là hữu kiến và phi hữu kiến. Hữu kiến ở đây là chẳng qua muốn nói tới sắc cảnh sắc mà thôi, tức là cái sắc mà
mà được thấy thôi. Còn những cái sắc pháp còn lại được gọi là phi hữu kiến, bởi vì những cái sắc pháp nó không thấy được. Không thấy được ở đây ý muốn nói là không thấy bằng cái tâm nhãn thức. Nghe. Rồi. Và cái loại tiếp theo nó được gọi là nhiếp viễn cảnh và nhiếp cận cảnh. Thực ra cái này nó là một cái vấn đề tranh cãi ở trong sớ giải, phụ sớ giải. Cái này cái quan điểm chung á, cái quan điểm này, cái quan điểm về sau, quan điểm cái quan điểm về sau này, tức là cái quan điểm mình có thể nói là cái quan điểm của ngài Buddha Khô Xá, quan điểm của ngài Buddha Khô Xá, rồi sau đó những vị phía sau chấp nhận đồng quan điểm đó, đồng ý với ngài Buddha Khô Xá. Thì cái mà mình đang nói này là cái quan điểm về sau này, tức là nhiếp viễn cảnh này á, là nó có bao gồm hai sắc pháp. Đó là thần kinh, nhãn và thần kinh nhĩ, tức là thần kinh thị giác và thần kinh thính giác. Hai cái đó nó gọi là nhiếp viễn cảnh. Ý nghĩa của nó ở đây, ý muốn nói là nó sẽ tiếp xúc với cảnh. Thường là sao tiếp xúc với cảnh, thì dùng cái từ tiếp xúc ở đây có nghĩa là khi mà gọi là cái tâm nhãn thức sanh lên á, là nó có sự đụng chạm, nó có sự gặp mặt của thần kinh nhãn và cảnh sắc. Thì theo cái quan điểm của những vị sau này nói rằng là cái thần kinh nhãn và cái cảnh sắc đó nó không có đụng vào nhau. Cái đụng, tại sao bây giờ mình nói cái chuyện đụng vào nhau dễ hiểu, vì mình đương nhiên là cái tâm gọi là cái tâm thân thức sanh lên đi. Để cho cái tâm thân thức sanh lên thì ví dụ như mình lấy cái tay mình đụng vào cái chân của mình thì mình thấy có sự đụng chạm. Thì cái tay mình mà đụng vào cái chân thì lúc cái tay mình nó sẽ đóng vai trò là cảnh, một trong hai cái nào cũng được. Một trong hai cái đó nó sẽ là cảnh xúc, và cái còn lại nó sẽ là thần kinh thần. Hai cái đó nó thật sự nó đụng chạm với nhau, mình phải có sự đụng chạm với nhau thì lúc đó cái tâm thần thức nó mới sanh lên. Còn trong trường hợp của cái thần kinh nhãn và cảnh sắc á, thì theo quan điểm của những vị sau này cho rằng là cái thần kinh nhãn và cảnh sắc nó không thật sự đụng vào nhau. Cái cảnh sắc nó vẫn còn ở phía xa bên ngoài, nhưng mà cái thần kinh nhãn nó, cái sự đụng chạm đó nó không phải là một cách rồi là trực tiếp đụng vào. Thì lúc đó cái tâm nhãn thức nó cũng đã sanh lên rồi. Cũng tương tự như trong trường hợp cái thần kinh nhĩ như vậy, với cảnh thinh như vậy. Tức là nãy có người nói là, tức là những sắc pháp này, ở đây dùng cái từ bắt cảnh thì ở đây mọi người phải hiểu, hiểu cái kiểu, đừng có hiểu một cái cách máy móc là bắt cảnh thì cái kiểu như là tâm nghe, vì những cái này là những sắc pháp không có bắt cảnh, mà chỉ muốn nói là nó không có đụng đó. Bắt cảnh khi cảnh chưa đụng hoặc là chưa tiếp cận vào nó. Hai trong hai cái trường hợp này thì quan điểm của những vị sau này là như vậy. Còn theo như trong cái quan điểm của gọi là sớ giải cổ xưa đó, vì sao? Như mọi người biết là cái lịch sử là nói là ngài Buddha Khô Xá là ngài từ bên Ấn Độ, đúng không? Người là người Ấn Độ. Rồi ngài được thầy của ngài là nói nên đi qua bên Tích Lan á, là dịch những cái tài liệu mà từ tiếng gọi là tiếng Sinhali đó, tức tiếng mà mình tiếng gọi là tiếng Sri Lanka đó, sang lại tiếng Pali. Thì qua đó ngài bên đó cái thời gian bên đó là có một cái trường phái rất là mạnh, nó gọi là Mahavihara, tức là đại tự viện. Thì cái trường hợp đó, trong đó có rất nhiều những vị cao tăng ở bên đó, thì các vị bên đó có viết những cái tài liệu sớ giải bên đó. Thì cái tài liệu sớ giải đó bây giờ theo như người bây giờ mình gọi là đại sớ giải, nó gọi là Mahakathakatha.
Thì cái mà cái sớ giải hiện tại mình đang có thật ra là do ngài Bút Thất Cô Xá ngài viết dựa trên cái đại sớ giải đó. Cho nên trong quá trình mà mình đọc sớ giải bây giờ thì mình thấy đôi lúc là ngài đưa ý kiến riêng của ngài ra, ngài nói là ngài không có đồng ý với quan điểm mà được ghi nhận ở trong sớ giải cổ xưa đó. Thì cũng như trong cái trường hợp này, cụ thể là trong trường hợp này này, thì trong cái sớ giải cổ xưa đó lại nói rằng là thần kinh nhãn và thần kinh nhĩ này nó là nhiếp cận cảnh chứ không phải là nhiếp viễn cảnh, tức là cái thần là con mắt, cái thần kinh nhãn đó đó với cái cảnh đó, cái cảnh sắc đó nó phải đụng với nhau, cũng giống như là cảnh xúc với cái thần với cái thần kinh thân như vậy, nó phải đụng vào với nhau như vậy thì cái tâm nhãn thức nó mới sanh lên. Đó là cái ý kiến của những vị thời cổ xưa. Thì theo sau này là ngài Bút Thất Cô Xá ngài lại không có chấp nhận cái điều đó. Thì đó là trong trong kinh ghi lại như vậy. Thì ở đây hiện tại như bây giờ là sau này mình chấp nhận cái quan điểm của ngài Bút Thất Cô Xá thì mình ghi nhận là nhiếp viễn cảnh là thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ. Còn nhiếp cận cảnh sẽ là năm cái thần kinh, ba sắc thần kinh còn lại. Okay. Rồi thì đó là cái sự phân chia như vậy nữa. Rồi bây giờ qua cái tiếp theo. Dạ thưa thầy, cái thần kinh tỷ mình hửi một cái khí gì á, làm sao mà nó là cận cảnh à? Ý Bố nói là ý Bố nói cái khí đó nó phải đụng vào cái thần kinh tỷ trong cái lỗ mũi của mình. Thật sự như bây giờ sao nói thật sự mà nói theo cái quan điểm khoa học của bên này bây giờ thì tất cả những cái này nó đều phải là cận cảnh hết đúng không ạ? Vì sao bây giờ mình nói là mình nhìn một cái gì đó thì cái ánh sáng đó nó là giống như cái wave, là cái sóng ánh sáng nó phải đụng vào ở trong cái thần kinh nhãn của mình đúng không ạ? Cũng như mà nó âm thanh thì cái âm thanh nó cũng làm cái wave, nó cũng được cái sóng âm thanh nó phải đụng vào cái thần kinh nhĩ của mình. Theo như cái quan điểm của khoa học hiện tại thì những cái này hình như bắt buộc nó phải là nhiếp cận cảnh hết chứ nó không phải là nhiếp viễn cảnh. Yeah. Đúng không ạ? Dạ thì bây giờ như mình học thì mình chỉ ghi nhận những cái quan điểm của những vị giáo thọ sư từ trước như vậy thôi. Dạ. Dạ, rồi bây giờ qua cái tiếp theo nữa là nhiếp cảnh và vô nhiếp cảnh. Rồi, nhiếp cảnh và vô nhiếp cảnh này thì nhiếp cảnh tức là nó gọi một cái là nó bắt đối tượng. Tức là đây muốn nói tới năm cái sắc thần kinh. Năm sắc thần kinh, vì sao? Nhưng mình biết là năm sắc thần kinh này nó có những cái gọi là cái bắt ở trong đặt trong dấu ngoặc, là ý muốn nói là không phải là nó bắt theo kiểu như là tầm, bởi vì như mình học ở trên là mình nói là sắc pháp là không có đối tượng rồi. Nói là vô cảnh rồi đúng không ạ? Nhưng ở đây ý muốn nói là nó có những cái đối tượng mà tương ứng với nó, cũng tương tự như ở trên mình nói là viết nhiếp viễn cảnh với nhiếp cận cảnh như vậy đó. Tức là thần kinh nhãn thì nó sẽ có cái đối tượng tương ứng với nó là cảnh sắc. Thì cho nên như vậy nhâm cái sắc thần kinh này nó có những cái đối tượng tương ứng của nó như là sắc, thinh, khí, vị và xúc. Thì cho nên nó được gọi là nhiếp cảnh. Còn những cái sắc pháp còn lại đó nó sẽ được gọi là vô nhiếp cảnh. Rồi. Đó là một cách chia nữa. Và cái cách chia cuối cùng nó gọi là bất ly và riêng biệt. Okay. Rồi. Bất ly ở đây là bất ly ở trên nói sơ rồi đó, bất ly là muốn nói tới tám sắc pháp. Đó là tứ đại rồi cảnh sắc, cảnh vị, cảnh xúc,
và vật thực. Tức là muốn nói là những cái sắc pháp này không thể được tách rời ra được, nó tồn tại thành một khối như vậy. Không, mình chỉ có thể tách rời nó ra bằng tâm mà thôi, tức là mình có thể nhận biết được là ồ, cái này được gọi là yếu tố đất, bởi vì nó có tính cứng mềm. Okay, nó được cái này nó được gọi là yếu tố lửa, yếu tố nước, bởi vì nó có tính kết dính. Thì đó, tương tự như vậy. Bởi vì chứ thật sự là trong thực tế thì không thể nào tách rời tám sắc pháp này ra được, vì bất kỳ một cái phần tử nhỏ nhất của vật chất nào nó cũng có ít nhất là tám sắc pháp này ở trong đó. Cũng tương tự giống như khi mình học về bên tâm á, thì như mình biết là bất kỳ một cái tổ hợp danh pháp nào á, nó cũng có ít nhất là tám thành phần ở trong đó, tức là tâm và bảy cái tâm sở biến hành. Luôn luôn một cái tổ hợp nó cũng có ít nhất là tám cái thành phần như vậy. Tương tự như vậy ở trong cái trường hợp sắc pháp như vậy, bất kỳ một cái thành phần vật chất nhỏ nhất nào đi nữa mình mà có thể tách ra được thì nó cũng bao gồm là ít nhất tám cái sắc pháp này chung với nhau. Đó, cho nên những cái sắc pháp này được gọi là những sắc pháp bất ly. Dạ thưa thầy, ở đây mình có cảnh khí nữa không thầy? Không có cảnh xúc mà cảnh khí à? Oh sorry, vị, sắc, vị. Ok, đúng rồi. Sắc, thinh, khí, khí và vị. Sorry. Yeah. Đó là 8 cái sắc pháp đó. Ở đây có một cái điểm mà nói là nó phức tạp. Bởi vì là cái tám sắc bất ly này á, là theo như là cái đây là quan điểm chung, nhưng mà có một khi mà khi mà mọi người mà nếu học vào trong cái bộ bộ sống đối đó nha, tức là cái bộ thứ thứ sáu đó nha, bộ thứ sáu, thì trong đó khi mà học một cái phần nó gọi là xứ sông đó, thì trong cái phần đó thì khi mà nói tới những cái chúng sanh ở trên cõi vô sắc, vô tưởng, tức là chúng sanh mà không có cái tâm á, thì trong đó các vị nói là sắc bất ly này nó chỉ có 5 thôi chứ nó không có 8. Nhưng muốn nói thêm nhưng mà người biết chút xíu thôi, tức là nó là tứ đại. Và cảnh sắc. Thế nên ở đây có liên quan tới cái câu hỏi của chị Thúy lúc nãy, mà dĩ nhiên nó không có gì như cái câu trả lời trên là đúng rồi, bởi vì mà sắc vật thực nó muốn tạo ra cần phải có sự tương tác với sắc vật thực bên ngoài. Okay. Ở đây muốn nói là ở trên đó thì các vị trên đó mới nói là ở trên đó, là bởi vì cái này là đang nói về xứ mà, tức là mình nói là 12 xứ đó. Thì khi mà phân tích về xứ ở trên những cái quải vô tưởng á, thì trong kinh á, là Đức Phật ngài chỉ nói tới có 5 cái sắc bất ly ở trên đó mà thôi, 5 cái sắc, tức là tứ đại và cảnh sắc. Thì theo như cái quan điểm của sớ giải, thì sớ giải nói rằng là dĩ nhiên Đức Phật chỉ nói 5, nhưng mà khi mà nói tới sắc bất ly nó vẫn có 8, mà trong cái phần về xứ xong đó ngài chỉ nói đề cập tới 5 vấn đề này thôi, bởi vì là cái cảnh khí, cảnh vị và cái vật thực ở trên đó nó không có thể hiện ra. Không thể hiện ra ở đây với ý nghĩa là bởi vì sao, như mình biết khi mình học về những cái cõi rồi đó, mình biết là cái cõi vô tưởng đó là nó nằm cùng một tầng với cái cõi quản quả, đúng không ạ? Hai cái cõi đó nó hai cái tầng, hai cái loại, hai cái hạng chúng sanh đó người ta tồn tại trên cùng một tầng. Thì
Thì người ta nói là khi những vị mà ở trên cõi, những vị mà thuộc cõi quả quả đó, là khi người ta nhìn, người ta vẫn thấy những cái chúng sanh vô tưởng này, tức là người ta vẫn thấy những cái gọi là cái thân, cái xác thân như là một cái khối cái tượng, bức tượng như vậy đó. Chính vì như vậy, khi mà người ta nhìn thấy như vậy thì những cái cảnh sắc nó được thể hiện ra, bởi vì người ta nhìn đấy là người ta thấy những cái cảnh sắc, cho nên trong trong lúc đó cái nó mới thể hiện ra ở cái ý nghĩa là xứ ở trong này. Okay. Thì cho nên Đức Phật ngài mới nhắc tới cảnh sắc. Còn ở trên đó là tuy rằng trong cái sắc pháp của những cái chúng sanh vô tưởng đó, nó vẫn có cảnh khí, cảnh vị và vật thực, nhưng mà nó không có thể hiện ra. Tức là những cái vị phạm thiên đó, người ta không có tới, người ta ngửi, người ta không có tới, người ta nếm những cái người đó, hoặc là cũng giống như cái sắc vật thực đó, nó không có thực hiện cái chức năng của nó, cho nên Đức Phật ngài mới không nói trong cái xứ đế, cái xứ xứ sông đó. Cái đó là cái quan điểm của về về sớ giải. Còn cái quan điểm của phụ sớ giải thì nói rằng là Đức Phật ngài không nói tới là bởi vì nó không có tồn tại. Cho nên theo cái quan điểm của sớ giải á, thì nói là trên đó nó vẫn có tám sắc bất ly, chứ bất kỳ một cái thành phần nhỏ nhào nhất nào của những vị vô tưởng đó, nó vẫn là có tám sắc trong đó. Nhưng theo cái quan điểm của phụ sớ giải thì nói là nó chỉ có năm mà thôi. Để nói thêm cho mọi người biết như vậy. Rồi, cái đó là về trong cõi vô tưởng. Còn về riêng biệt thì nó chỉ cho những sắc pháp còn lại. Bởi vì những cái sắc pháp còn lại thì nó không phải là tổng khối, bởi vì khi sau mình học về những cái nhóm sắc pháp thì mình biết là tùy theo từng nhóm một, mình sẽ cộng thêm từng sắc pháp khác vào. Rồi thì cái đó là sự phân chia về sắc pháp là như vậy. Dạ, xong như vậy là xong cái phần đó. Bây giờ mình đi qua cái phần tiếp theo là nguyên nhân sanh ra sắc pháp, hoặc là nguồn gốc của sắc pháp. Dạ, mọi người mình có hỏi gì không ạ? Nếu không thì mình đi qua cái phần tiếp theo. Dạ thưa con ạ. Ok, bây giờ mình qua phân loại sắc pháp, rồi bây giờ mình qua cái phần nguyên nhân. Sắc pháp thì nó có bốn: nhiệt, tâm, nhiệt lượng và dưỡng tố. Rồi bây giờ mình sẽ đi qua từng cái nguyên nhân một. Bây giờ là nhiệt. Rồi nhiệt thì nghiệp này lấy muốn nói cái gì? Nghiệp ở đây là muốn nói tới 25 loại nhiệt, là 25 cái loại nghiệp nằm ở trong 12 bất thiện, 8 đại thiện và 5 thiện sắc giới. Thì đó là 25 cái nghiệp đó, tức là 25 cái tâm sở nằm đi kết hợp với 25 cái tâm đó đó. Okay. Tâm sở tư. Rồi, ở đây là mình thấy là không có những cái tâm thiện sắc giới, là bởi vì những cái tâm thiện sắc giới là sao? Những cái tâm sắc giới là nó tạo ra sự tục sinh ở trên những cõi vô sắc, đúng không ạ? Mà trên những cõi vô sắc nó không có sắc pháp. Cho nên chính vì như vậy là mình mới thấy là những cái tâm thiện sắc giới đó nó không có tạo ra sắc pháp. Vô sắc phải không thầy? Tức là bốn cái tâm thiện vô sắc, bốn cái tâm thiện vô sắc nó sẽ không tạo ra sắc pháp. Bởi vậy là những cái tâm thiện vô sắc đó, nó cho quả là sanh đi về những cõi vô sắc, và trên những cõi vô sắc nó không có sắc pháp. Và cho nên nó 25 cái nghiệp này, 25 cái tâm sở tư mà kết hợp với 25 tâm này mà thôi. Rồi thì bây giờ những cái nghiệp này nó tạo ra sắc pháp như thế nào? Là nghiệp nghiệp đó đó tạo ra sắc pháp, bắt đầu với tiểu sát na sanh của tâm tục sinh.
tức là nó bắt đầu tạo ra sắc pháp từ cái tiểu sắc na tâm của tâm dục sinh. Như mình biết là một cái tâm nó có ba tiểu sắc na là sanh trụ và diệt, thì nghiệp nó bắt đầu tạo ra sắc pháp ngay cái tâm tiểu sắc na sanh của cái tâm tục sinh liền, tiếp tục nó tiếp tục tạo. Tại từng tiểu sắc na một cho đến cái sát na tâm thứ 17, tính ngược từ từ tâm tử. Đấy. Thì như hồi trước mình học về lộ trình tâm mình biết rồi đó, thì là sắc pháp do nghiệp tạo là nó phải diệt cùng với tâm tử, tức là tâm tử mà diệt đi rồi á là sắc pháp do nghiệp tạo nó cũng phải diệt. Thì ở đây là như mình biết cái tuổi thọ của sắc pháp nói chung đó, đây mình nói tuổi sắc pháp nói chung là 17 sắc na tâm, cho nên chính vì như vậy là cái sắc pháp mà nó sanh lên ở cái tiểu sắc na thứ, ở cái sắc na thứ 17 mà tính ngược từ cái tâm tử đó, thì những cái sắc pháp đó nó sẽ diệt đi cùng với tâm tử. Thì từ đó là những cái sắc pháp, những cái tâm mà những cái tâm mà sau cái sắc na thứ 17 đó là nó là nghiệp nó không có tiếp tục tạo nữa, bởi vì nếu như mình lỡ nó tạo ra thì nó khi mà cái tâm tử diệt đi là nó vẫn còn tồn tại. Thì chính vì cái lý do đó cho nên là mình mới nói là nghiệp là nó tạo ra sắc pháp là bắt đầu từ cái tâm tục sinh cho đến cái sắc na tâm mà tính ngược từ cái tâm tử trở lại 11 sắc na. Thì trong cái khoảng thời gian đó đó là nó tạo ra sắc pháp liên tục từng mỗi tiểu sắc na một. Dạ dạ thưa thầy. Cái dạ. Cái sắc na thứ 17 đến ngược từ tâm tử là sắc pháp do nghiệp tạo, nó dừng lại ngay tiểu sắc na sanh của cái sắc na thứ 17 đó phải không ạ? Dạ đúng. Thì mình có tính cách sao mà ví dụ như mình tính từ cái tiểu sắc na tử đi, sắc na tử mình tính ví dụ như tử mình tính là 1 thì mình sẽ tính ngược tới 17 là trong 17 cái tâm đó nó không có tạo ra sắc pháp. Yeah. Tức là sắc pháp sẽ ngưng, cái sắc pháp mà tạo ra, sắc pháp do nghiệp tạo tạo ra lần cuối cùng sẽ là cái tiểu tại tiểu sắc na diệt của cái sắc na thứ 18. Oh sorry. No, nó sẽ là cái cuối cùng nó sanh lên nó sẽ sanh lên tại cái tiểu sắc na sanh của cái sắc na thứ 17. Yeah. Đúng không ạ? Bởi vì khi mình tính là từ đó mình tính cho tới cái tâm tử nó sẽ là 51 tiểu sắc na. Dạ. Rồi, thì đó là như vậy. Ở đây một cái điểm này muốn nói nữa là sắc pháp do nghiệp tạo này á, là nó có tính nội tại. Có nghĩa là nghiệp của mình thì sẽ tạo ra sắc pháp cho mình, nghiệp của người khác tạo ra sắc pháp của người khác, chứ không có chuyện mà nghiệp của người khác mà tạo ra sắc pháp cho mình. Ở đây mà nói mình với người khác, ở đây ý muốn nói là một cái chuỗi luân hồi của từng chúng sanh một. Cái chúng sanh A, cái nghiệp của chúng sanh A đó, như là cái người A đó mình nói là ta luân hồi từ kiếp này sang kiếp khác đó, thì cái sắc pháp do nghiệp tạo ở trong cái kiếp này của cái chúng sanh A đó là nó do nghiệp tạo. Cái nghiệp mà của cái chúng sanh đó trong cái kiếp quá khứ, chứ nó không phải là cái nghiệp của cái chúng sanh B. Nghe. Thì mình phải hiểu như là cái nghiệp này là nó có tính nội tại, nó từng cá nhân một, nó không có liên quan với cái chúng sanh khác. Rồi, còn nó tạo ra là nó tạo cái gì? Thì ở đây như ở trên mình nhắc rồi đó, là nó sẽ tạo ra 18 sắc pháp. Đấy, nhắc lại 18 sắc pháp ở trên thì nó bao gồm là 8 sắc bất ly. Ở đây mình nói chung luôn nghe 8 sắc bất ly thì mọi người từ bây giờ cố gắng nhớ 8 sắc bất ly, nó gồm có bộ có tứ đại, tắc, cảnh khí, cảnh vị và dưỡng tố, tức là vật thực. Rồi nó có 5 sắc thần kinh. Cho nên nhớ nghe, sắc thần kinh là do nghiệp tạo nghe, chứ nó không phải do những cái khác, nó sắc thần kinh nó phải là do nghiệp tạo. Cũng như hai sắc giới tính. Sắc ý vật. Sắc mạng quyền.
và sắc giao giới. Thật ra cái sắc giao giới như mình nói là nó không có phải là sắc thật, mà đây mình tính chung vào trong này. Bởi vì sao? Thì bởi vì mình biết là giữa những nhóm sắc pháp khác nhau đó, nó có một cái khoảng không gian. Thì cho nên cái sắc khao giao giới thì mình tính gồm vào trong này, chỉ muốn nói là nó có tính là chia cách những cái nhóm sắc pháp với nhau thôi, chứ còn thật sự cái sắc giao giới thì nó không phải là sắc thật như trước mình nói rồi đó. Rồi thì đó là về sắc pháp do nghiệp tạo. Rồi nghiệp là nguyên nhân. Bây giờ mình qua cái thứ hai là tâm. Nguyên nhân thứ hai là do tâm. Tâm thì ở đây mình nói là những tâm nào, cũng giống như trên nói nghiệp, bây giờ nói là tâm là tâm nào. Dạ thưa thầy, trước khi thầy qua cái phần tâm cho trò hỏi cái nhân là nghiệp à, cái 18 sắc pháp do nghiệp tạo á, cái 8 sắc bất ly nó có 3 cái cảnh khí, cảnh vị, cảnh sắc ở trong đó, thì cái đó là phải là do nghiệp, thì coi như là mình thấy nếu mà cảnh cảnh tốt thì là mình có cái tâm giống như là cảnh sắc tốt thì mình có cái tâm nhãn thức thiện sanh lên, quả thiện sanh lên, có phải không ạ? Dạ không, cái này nó không có liên quan tới cái đó. Chị nói làm sao? Tức là nếu như nghiệp tốt thì cái cảnh sắc đó là tốt thì mình có cái nhãn thức to quả thiện nó sanh lên. Dạ không, ở đây chỉ muốn nói là trong bất kỳ một cái nhóm sắc pháp do nghiệp tạo nào nó cũng có cái yếu tố cảnh sắc ở trong đó. Bởi vì nếu như mà nó không có yếu tố cảnh sắc trong đó thì mình không thể nhìn thấy nó được. Bởi vì sao? Bây giờ như mình nói mình nhìn vào cái thân xác của con người đi. Mình nhìn vào cái thân xác của con người thì mình có thể nói là mình đang nhìn thấy cái cảnh sắc, thì cái cảnh sắc đó là những cái thành phần. Dĩ nhiên nó bao gồm nhiều nhiều loại sắc pháp, do những nguyên nhân khác tạo nữa. Chẳng hạn như là bây giờ nói làm sao, cái gì thì mình thấy cái cảnh sắc, sắc thần kinh, ok, bây giờ mình nói cụ thể, như mình nói là mình nhìn vào con mắt của một người nào đó, đúng không ạ? Thì trong con mắt của người đó nó có những cái phần, có rất nhiều phần tử, thì những cái phần tử trong đó có những cái nhóm sắc pháp do nghiệp tạo ở trong đó, thì những cái sắc pháp do nghiệp tạo ở trong con mắt đó, cụ thể như mình nói có liên quan tới sắc thần kinh nhãn đi, thì nó sẽ là một nhóm bao gồm có 10 sắc pháp ở trong đó. Thì ngoài cái chuyện 8 sắc bất ly này ra, nó còn bao gồm cái là sắc thần kinh nhãn và cái sắc mạng quyền ở trong đó nữa. Nó cái nhóm nó bao gồm 10 sắc pháp như vậy. Thì khi mình nói mà mình nhìn vào mình thấy cái nhóm sắc pháp đó, thật ra là mình đang thấy cái sắc cảnh sắc mà thôi. Còn 9 cái sắc pháp còn lại kia mình không thấy được. Thì cần phải nhờ có cái sắc cảnh sắc đó mình mới có thể nhìn thấy được cái nhóm gọi là thần kinh nhãn. Nếu như nó không có cái cảnh sắc đó thì mình không thể nhìn thấy được cái thần kinh nhãn. Bởi vì cái thần kinh nhãn, thật ra mình nhìn cái nhóm này, đang nói cái nhóm thần kinh nhãn này, chứ cái thần kinh nhãn thì không thể nhìn thấy được, bởi vì nó không phải là cảnh sắc. Thì chỉ là khi mình nói là mình nhìn thấy cái nhóm thần kinh nhãn đó, thật ra là mình đang nhìn thấy cái cảnh sắc của cái nhóm thần kinh nhãn đó. Cho nên nó bắt buộc phải có cái cảnh sắc trong đó để cho mình thấy. Thì ý muốn nói ở đây là như vậy đó. Chứ không phải là cảnh sắc, là cái cảnh gì mà mình thấy. Dạ đúng, cái cảnh mình thấy nó cũng như vậy. Bây giờ mình nhìn ra ngoài, như mình nhìn cái hoa hồng đi, đúng không? Mình nhìn cái hoa hồng đó, nó là sắc pháp do nhiệt lượng tạo. Thì sắc pháp do nhiệt lượng tạo đó, một trong những cái nhóm sắc pháp do nhiệt lượng tạo đó, nó có thể là một nhóm bao gồm chỉ có 8 sắc bất ly thôi. Thì mình nhìn, tuy rằng mình nhìn thấy hoa hồng, tức là nó, như mình nói bây giờ, tất cả những sắc pháp nó bao gồm phải là ít nhất là 8 sắc bất ly, chứ nó không thể chỉ là một cái cảnh sắc không được. Nhưng mà mình nhìn cái nhóm đó, chẳng qua là mình đang nhìn cái thành phần cảnh sắc của cái nhóm đó. Bởi vì nếu như cái hoa hồng mà những cái thành phần trong cái hoa hồng đó là nó không có cảnh sắc thì mình không thể nào nhìn thấy nó được. Thì đó là cái lý do tại sao mà bắt buộc nó phải có cái sắc cảnh sắc ở trong từng nhóm sắc là như vậy. Thôi như vậy thôi, chắc mình tạm ngừng ở đây, để cái gì tuần sau mình sẽ tiếp tục cái phần về tâm và phía sau. Yeah.
Ok, dạ xa đứa xa đứa xa Xin cảm ơn thầy. đứa. Dạ chúc mọi người được ăn vui ạ. Dạ, kính chào thầy.